Dạ, à, thầy hữu duyên nhờ thầy coi giùm xem dịch tướng pháp tướng của chị như thế nào. À, vâng, chị là chị Mai đúng không nhỉ? Hay là Dạ đúng rồi, chị vâng Mai. vâng chị Mai thì có hai cái điểm đặc trưng như sau. Thứ nhất là nữ nhân thì các cụ bảo gương mặt trái xoan. À, chia sẻ với chị với lại tất cả mọi người đang xem cái trái xoan như thế nào. Thực ra chúng ta thấy cái gương mặt nó cứ tròn đều bên trên ấy. À, các cụ hay gọi là nữ nhân mà mũi dọc dừa với mặt trái xoan là rất là đẹp. Thì ý mà nói là như thế này, liên quan đến phụ nữ cái phần trán này nó cao tròn đầy, đặc biệt là mọi người để ý một chút xíu như này. Nếu như ở đây tôi lấy ví dụ của tôi là cái trán nó ngang bằng như này, nhưng riêng với chị em con gái cái phần chỗ đỉnh chỗ này này nó cao tròn lên, con trai cũng thế thôi, nhưng con gái thì sẽ tốt hơn, nghĩa là cái chỗ trán ấy nó cao tròn lên thì tượng trưng cho người giàu cảm xúc, đấy là cái là người nhiều tình cảm. Đấy là câu chuyện của tướng pháp mà các cụ dạy như vậy. Và với cái diện tướng của phụ nữ thì mọi người sẽ quan tâm là như như sau. À, nhiều khi ở tuổi khoảng 30-40 mọi người quan tâm đến sự nghiệp này, rồi tiền bạc này. Nhưng thường ấy, chị em phụ nữ sẽ quan tâm nhất là hậu vận nó như thế nào, gia đình nó ra làm sao, con cái như thế nào. Đấy là cái mọi người thường quan tâm. Và cái hậu vận mọi người sẽ quan tâm nó ở chỗ nào, nó thể hiện chính là liên quan phần tai cốt là hai phần cằm, hai bên xương quai hàm chúng ta này, phần cằm này. Cho nên đối với người nào phụ nữ mà có gương mặt trái xoan nó có xu hướng nó tròn đầy ở vị trí như thế. Thế như ở đây của chị, nếu như trong tướng thuật chúng tôi gọi là đồng tự diện. Chữ đồng ở đây nếu ai biết chữ Hán là chữ đồng, nó có cái phần tai cốt bên dưới nó phính đầy đấy, được xem là tốt. Nghĩa là gì? Trên diện tướng của chị tổng quan ra thì người là phụ nữ mà có phần trán cao đầy là giàu cảm xúc này. Vấn đề thứ hai nữa là xét hậu vận thì cái phần đấy nó đầy đặn là tốt này. Thì năm nay là chị Mai là bao nhiêu tuổi chị Mai nhỉ? À, chị hơn 50 là chị tuổi Canh Tuất á. À rồi, Canh Tuất 70, sinh năm 70. À, thế này, à, thực ra là chúng ta bây giờ là trên 70 là hành vận chúng ta đã qua phần mũi rồi, nghĩa là tầm nhân trung nó chạy phần cằm này rồi. Và ở đây phải nói vài cái đặc điểm như thế này. Trên diện tướng của chị nếu cái ngày gọi là 40 chẳng hạn, cái giai đoạn đấy 30-40 người rất cá tính, trong công việc mình thể hiện rất cá tính. Cá tính ở đây thể hiện ở đâu? Thứ nhất là chị có một điều đặc biệt như này, hôm nay là chị là người thứ hai gọi lên nhưng mà có cái tướng nó đặc biệt. Nghĩa là riêng cái phần là ấn đường này nó đã rộng ra rồi, nó còn cái phần xưa nó gồ đầy này. Phần trán nó chỗ phần là cung phụ mẫu này nó lại gồ đầy này. Đấy. Nghĩa là nếu như xét trong câu chuyện của xương cốt, nghĩa là cái xương nó lộ ra nó sẽ có phần, chị để ý khi nào chị soi gương vào trang điểm nó sẽ có phần là cái xương nó cong cong nó chạy đây, gọi là phục tê quán đỉnh. Cái người đấy là người cá tính rất là mạnh. Và cái mũi dọc dừa ấy, thường là bà con hay nói mũi dọc dừa là mũi thẳng, không phải. Chúng ta nhìn cái lá dừa chúng ta, cái sống mũi nó sẽ hơi cong 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 này và cái đầu mũi nó đầy lên. Cái phần mũi của chị gần như là cái mũi dọc dừa, đấy là cái điều đặc trưng. Từ bé đến lớn khi mà tôi chưa học về tướng pháp, chưa giảng dạy về tướng pháp, cứ tin là mũi dọc dừa nó thẳng lắm, thẳng như là cái sống bút chì, không phải. Nó sẽ hơi cong cong. Đấy, mà mặt trái xoan mà có phần mũi dọc dừa. Đấy là cái mà đặc trưng hôm nay, rất may thế nào chị lại có những cái điểm đặc trưng như vậy. Đang kiến giải cho chị là liên quan đến hậu vận. Hậu vận thì chúng ta sẽ cung mệnh của chị nó là vị trí ấn đường nó đầy, chứ cứ để hai cái đốt ngón tay vào giữa này này, rõ ràng là cái phần ấn đường chị nó rộng hơn hai cái ngón tay đấy. Người bản lĩnh chắc chắn nó là như thế rồi. Và hôm nay thì tôi có làm một cái video nói về tướng lông mày. Đối với chị em con gái, tướng lông mày nó có bốn tiêu chí: đẹp, mịn, dài và cong. Tất nhiên là tuổi này thì chúng ta đang chia sẻ với nhau đây là cái tướng lông, cái phần lông mày của chị chắc là tự nhiên hay sao ấy. Bởi vì nhìn vào cái mi cốt như là cái Dạ xương lông đúng mày rồi, ấy, nó... không có chữa gì hết thầy. Vâng, thì ý muốn nói rằng là nó đảm bảo cái tiêu chí là mịn mượt rất quan trọng. Nghĩa là chúng ta nói một cái câu như sau: con người ta giống như là nước chảy hoa trôi ấy. Nước chảy nghĩa là nếu định hình nước không định hình được, thế nhưng mà nước nó đi vào trong cái mô hình nào nó ra cái hình như thế. Ví dụ chúng ta cho nước vào trong khay đá, nếu để khay vuông thì nó ra hình vuông, và hình tròn nó ra hình tròn. Và cái người mà có tướng lông mày như thế nó tính uyển chuyển rất là cao, bản lĩnh nhưng rất uyển chuyển. Và thêm một cái điều như thế này nữa, thực ra chúng ta xét sức khỏe lúc này chúng ta rất quan trọng. Thì mọi người quan tâm ở đây là sức khỏe hay hậu vận, thì cũng chia sẻ với chị Mai cùng tất cả quý anh chị, nếu như sau tuổi 45 của chúng ta cái đường pháp lệnh nó nét, đặc biệt nó chạy quá phần miệng này đấy, thì rõ ràng là người đấy là xét về cá tính, tính cách và sức khỏe được xét là tốt. Và chúng ta ngoài tuổi 50 thì cái vị trí là phần môi nó rất quan trọng, bởi vì là cằm và môi nó quản trưởng liên quan đến cái hậu vận của chúng ta. Và chúng ta đang chia sẻ với nhau liên quan đến pháp lệnh,
pháp lệnh nó mà căng nét dài và cộng thêm với cái phần khóe miệng của chị ấy, nó có đường nét văn nó chạy nó chậm. Cho nên nói không biết là trước đây chị có làm giáo viên hay quản lý nhân sự gì không, thì thực ra là với cái tướng hình như thế thì cái ngành lĩnh vực chị làm quản lý nói chung, nghĩa là người rất là có trách nhiệm với công việc, nói một là một, hai là hai, đấy là chia sẻ câu chuyện liên quan tính cách công việc của chị một chút, cộng thêm chúng ta nói với nhau là gì liên quan đến hậu vận, thì như vậy là gì, cái phần diện tướng của chị thực ra là được xét là diện tướng đẹp, liên quan đến tuổi là sau 50. Đấy là cái phần kiến giải chia sẻ về nhân tướng học của tôi liên quan đến diện tướng của chị Mai.